Sau này thì thầy cũng dạng mà thầy chia sẻ thôi, thầy cũng dạng là bởi vì hầu hết những bài giảng là đã có trong địa hết trơn rồi, có trong cái pháp thoại trong trang web đó, có đầy đủ hết á. Nếu mà mình đào xuống thì có thể nghe hoài không hết, tại vì một khóa như vậy là bài bài. Và bây giờ nó đến 13 khóa rồi. Rồi còn thêm là dạng ở chỗ này chỗ kia. Ở hôm nay thành nó là rất nhiều lắm. À, cho nên là nếu mà các Phật tử là cứ lấy xuống trong trang web đó, lấy xuống rồi cho nó vô trong cái máy gì đó. Có người thì vô trong điện thoại, có người thì vô trong mấy cái đó. Nó có ở bên bên Việt Nam, nó thấy họ có một cái máy là mấy người họ mới lấy về đó, họ mới đưa cái mấy cái bài giảng có thể, bởi vì cái đó nó có dùng cái USB là cứ nghe ngoài được, ở đâu nghe được cái tiếng, mà nó mở máy nghe rõ lắm, để trong nhà nó nghe được cái tiếng, còn cái máy thì nhỏ 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 trong đây thôi. Như cái máy hay đó. Ví dụ như mình đặt bài số mấy là muốn muốn nghe cái bài nào số mấy là bấm vô cái đó cái nó ra luôn. Hôm qua thầy có hứa là hôm nay là dạng về một cái pháp ở đây mỗi người, cái tính chất của pháp đó, ở đó mỗi người đó, là nó là giống nhau, nhưng mà trên cái hiện tướng đó, thì ở đây mọi người đều khác nhau hết. Cho nên ấy, người ta mới nói là nếu mà vật chất thì tất cả vật chất ấy, cuối cùng nó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió và hư không thôi. Đúng ra là nó chỉ đất, nước, lửa, gió thôi. Nhưng mà hư không đó, tức là trong cái kết cấu của cái đất, nước, lửa, gió đó đó, thì luôn luôn là nó có khe hở. Cho nên cái khe hở ở giữa cái đất, nước, lửa, gió đó là hư không. Cho nên thực ra đó là hư không là một cái môi trường để cho cái đất nước lửa gió nó có cái cấu tạo, thành ra cái này cái kia đủ thứ hết. Đó là mình nói về vật chất. Còn cái tâm của mình á thì trong đó nó có rất nhiều yếu tố, nó có tới 121 cái tâm, là nó có 52 tâm sở. Đó, đại khái là như vậy. Thì đó là nói về cái tâm đó. Thì cái tâm là có tâm thiện, tâm ác, tâm thế này thế kia, cái đủ thứ hết á, nó đủ loại tâm hết á. Tâm rồi mỗi cái tâm như vậy á thì nó là bao gồm một số những cái tâm sở. Cái tâm sở nói như thế này cho dễ hiểu, ví dụ như trái xoài thì nó bao gồm những cái yếu tố gì, rồi những cái trái ổi thì nó bao gồm những yếu tố gì, thì cái tâm nó cũng vậy. Trong tham á thì nó bao gồm những yếu tố gì, trong sân á thì nó bao gồm những yếu tố gì, nhưng mà tất cả những cái tâm đó đó là đều nó mọc lên từ cái đất tâm hết, từ cái đất tâm đó, nhưng mà nó sinh ra cái này thiện, cái này bất thiện, cái này cái kia đủ thứ hết. Thì bây giờ mình nói theo dịch lý thì á, tất cả cái trời đất này nó thiên biến vạn hóa đó. Nhưng mà nói tóm lại đó, là nó có 64 cái cách hình thành,
64 đó đó, nó rút lại đó, còn 8 gọi là bát quái. 8 nó rút lại đó, còn có 4 gọi là tứ tượng. Rồi 4 nó còn lại 2 thôi là âm dương, là lượng nghi. Mà cái 2 đó đó nó cũng phát xuất từ một cái 1, đó là thái cực. Con người mình đó, thì bây giờ mỗi người mỗi khác, không ai giống ai hết trơn á. Từ cái vật chất, từ cái thân thể cho đến cái tâm, thì cũng hiện giờ ngồi đây không có ai giống ai hết. Nhưng mà cái bản chất của con người mình đó, thì lại giống nhau hoàn toàn. Đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Tánh biết là cái tâm mình đó. Đó, mà hồi nãy thầy nói đó, cái thân đó, nó có 28 cái sắc, cái tâm là 121 cái tâm, rồi tâm sở là có 52 tâm sở. Thì những cái yếu tố này nó là kết hợp với nhau, hệ cái này với cái kia kết hợp với nhau thì nó ra cái này, cái này với cái kia nó kết hợp với nhau thì nó ra cái kia. Thí dụ bây giờ mình buồn, thì trong cái buồn đó là nó kết hợp cái thân, cái sắc của thân, kết hợp cái tâm và tâm sở như thế nào thì nó ra cái tâm buồn đó. Bây giờ vui thì cũng là cái sắc, rồi cái tâm và tâm sở nó kết hợp như thế nào đó, nó ra thành cái này thôi. Thế còn tất cả những yếu tố đó thì mọi người đều bằng nhau, ai cũng giống nhau hết trơn, mà đều sở dĩ khác là bởi vì vậy đó. Tức là người thì kết hợp những yếu tố này thì nó ra cái này, người yêu kết hợp yếu tố kia thì nó ra cái kia, nó cứ vậy. Thế nên bản chất á thì mọi người đều giống nhau, nhưng mà hiện tượng thì mọi người đều khác nhau. Thì cái khác là như vậy. Thì sở dĩ thầy nói như vậy á là để thầy muốn đưa đến một cái điều này rất quan trọng. Bây giờ mình đừng nói ra muôn loài vạn vật, mình chỉ nói khoảng 64 cái hình thức mà phát huy từ cái mà thái cực á, nó ra lượng nghi, rồi ra tứ tượng, ra bát quái, bây giờ nó ra 64, người ta gọi là 64 quẻ, 64 quái. Thì á cũng là đều do kết hợp, ban đầu là kết hợp âm dương. Ví dụ như giả sử bên này một hào âm, bên này một hào dương, thì nó ra thành ra là một hào âm, một hào dương. Thế có khi là hai hào dương, có khi là hai hào âm, là nó thành tư tưởng là ban đầu âm dương, nhưng bây giờ nó thêm một hào âm, một hào dương, về một hào dương, một hào âm, rồi còn hai hào dương, hai hào âm, thì nó thành bốn rồi. Bây giờ lấy cái bốn này đó, lấy hai cái này chồng vô lại nữa thì nó sẽ ra, sinh ra, nó cứ sinh ra như vậy, cho nên nó trùng trùng duyên khởi. Thế nhưng mà bây giờ mình đây á, bây giờ mình ngồi đây là trùng trùng duyên khởi mỗi người một khác rồi, đúng không? Trùng trùng duyên khởi mỗi người một khác, nên tính chất á thì nó vẫn là nó trở lại thì giống nhau, nhưng bây giờ trên hiện tướng á thì nó khác nhau hết rồi. Thế nhưng mà cái sai lầm á của con người á là thế này: muốn mình trở thành cái kia, muốn mình trở thành cái kia là sai lầm nhất. Thí dụ như trái ổi muốn trở thành trái xoài, trái xoài muốn trở thành trái cam, cái đó là sai lầm vô cùng. Trong cái tu á, thầy có ví dụ là cái cây mà cái thông mà nó cao nhất, rồi bây giờ ai cũng phải bực trước cái thông á. Không phải như vậy, mà là mỗi người trở về với chính mình. Dù mình là cây cỏ thì cây cỏ nó cũng là, nếu mà bây giờ mình đi sâu vào tầng cùng cây cỏ thì nó cũng là trở thành thái cực, đi sâu vào tầng cùng của cái thông thì nó cũng trở thành thái cực, cái mít, cái xoài gì á, đi tầng cùng của nó thì cũng trở thành thái cực hết, chứ đâu có ai hơn ai đâu. Cho nên bây giờ mà cái thông muốn thành cái xoài muốn thành cái ổi muốn thành, nó loàn sang nhau hết trơn á, thành nên mình cứ đi bất chấp, người này bất chấp người kia bất chấp người nào. Đức Phật á, ngài khác với các cái ngoại đạo ở cái chỗ đó. Cái ngoài đạo là luôn luôn được tu hành để tới một cái mẫu của họ đưa ra, cái mẫu đó là gọi, họ cho là cái mẫu đó là mẫu hoàn hảo nhất để đưa ra. Nhưng Đức Phật á thì lại nói rằng là trở về với chính mình
để thấy ra được cái bản chất thực của chính mình, không đi tìm chỗ khác, không trở thành cái khác, mà trở về ngay nơi chính mình để thấy ra bản chất của chính mình á, thì đó là cao nhất, chẳng có cái nào cao nhất. Cho nên hồi bên Melbourne thì thầy có dạng một cái này là tại sao mà khi Đức Phật ngài, khi mà Bồ Tát mới sinh ra nó đi 7 bước trên hoa sen á, thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, mà nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì như vậy là ngài ngã mạng, ngài cho rằng ngài là hơn hết trên đời này rồi. Thật ra đó, trong kinh Pali á, thì câu đó nó không có phải dịch như vậy, nói là trong thế gian này ta là tối thắng, ta là tối thượng, ta là cao quý nhất. Nhưng cái chữ ta ở đây đó, chữ ta ở đây là không có nghĩa là ta là bạn ngạ, mà ta là mỗi người nói đó, chứ không phải Phật nói. Mình hiểu, mình tưởng đâu là chỉ có Phật nói câu đó, nhưng mà không phải. Mỗi người sinh ra đó đều nên nói câu đó hết. Mỗi người sinh ra trên đời này đều nên nói câu đó hết đó. Tức là bây giờ mình thấy này, tất cả những người đệ tử của Đức Phật mà đắc quả A-la-hán thì không có ai giống ai. Chứ đâu phải là A-nan phải thành Ca-diếp cái đã mới đắc đạo, Ca-diếp phải thành là Sa-lê Phật mới đắc đạo, mà là A-nan đắc đạo nơi chính mình, Ca-diếp có đắc đạo nơi chính mình, Mục Kiền Liên đắc đạo nó chính mình, Sa Lợi Phất đắc đạo nó chính mình. Chứ không có ai, không có ai trở thành người kia cả. Vì vậy cho nên mình không bao giờ bắt chước pháp của bất kỳ một ai. Dù người đó nói cách hay cách mấy đó, cũng bao giờ bắt chước một ai. À, người nào là nói rằng là cứ làm theo ta, đúng theo công thức này, thì các thầy sẽ đến một cái gì đó kia lúc đó, thì không được. Bởi vì Đức Phật thì ngài không nói như vậy, mà ngài nói là trở về với chính mình. Cho nên mới sinh ra đời là ngài đã nói là mỗi người thì chính mình là cái cao quý nhất trên đời. Tức là chỉ cần trở về với chính mình, thấy ra được bản chất thực của nó, thấy ra được từ tánh của nó là giác ngộ. Cho nên bên Thiền Tông mới nói rằng là trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là trở về với cái tâm mình mà thấy tánh là thành Phật, cái yếu trị đó là đúng đó, chứ không phải đi đâu hết, không phải đi tìm, không phải đi tìm Phật ở bên ngoài, không đi trở thành một Phật nào hết, hay là không nương tựa ai cả. Đức Phật ngài nói là không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì trên đời. Và Đức Phật ngài nói một cái câu rất là nổi tiếng, câu đó là Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya Atana Vasudante na na thang la phati dun la phao. Tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, tức là mình phải trở lại chính mình, không theo, không nương nhờ bất kỳ ai khác. Atai Atanonato, tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình. Cố hiện na thô prosia, không ai khác là nơi nương nhờ của mình cả. Atana Vasudante na, tức là khi mình trở về với cái thuần tình, cái thanh tình ở nơi chính mình á, thì đó là nơi nương nhờ tối thượng. Nhưng mà tại sao mình cứ chạy theo bên ngoài, mình cứ muốn thành cái này, mình muốn thành cái kia, mình nắm bắt cái này, mình nắm bắt cái nọ, cho nên mình đâu có trở về để mà trở về với cái thuần tình, cái thanh tình trong sáng đó, mình cứ đắt đi chạy ra bên ngoài. Cho nên Đức Phật ngài tường đối một cái câu rất là kỳ lạ. Và cái câu mà Đức Phật ngài sợ gì mà Đức Phật ngài mới sinh ra đời mà ngài đã nói câu đó là bởi vì sao? Bởi vì trong cái bối cảnh của cái tôn giáo ở tại cái nước Ấn Độ bây giờ đó, là luôn luôn tu tập để trở thành một cái gì đó. Ví dụ tiểu ngã trở thành đại ngã, luôn luôn là mình muốn trở thành một cái gì đó, để trở thành một cái gì đó hoàn chỉnh. Nhưng mà Đức Phật thì nói là không có trở thành, bởi vì cái thập nhị nhân duyên á, tức nói chung cái thập nhị nhân duyên là trở thành, tức là hệ đạo vô minh thì sẽ trở thành, mà khi nào minh á thì cái đó mới hết trở thành. Và minh là gì? Minh tức là kiến tánh, minh là thấy ra được bản chất thực của chính mình là minh.
Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là hạnh phúc cũng do ta mà, đau khổ cũng do ta mà, ô nhiễm cũng do ta mà, trong sạch cũng do ta, trói buộc cũng do ta mà, giải thoát cũng do ta hết, chứ không có, không do ai hết. Cho nên á, trong cái bối cảnh mà các cái tôn giáo đều là nương tựa bên ngoài, đều cầu tha lực, đều mong trở thành một cái gì đó là lý tưởng, thì Đức Phật Ngài là nói ngay từ khi mới sinh ra thôi là đã tuyên bố rằng là mỗi người là duy nhất, là tối thượng, là tối cao. Thay vì Ngài sinh ra thì Ngài nói là chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn vào Thượng Đế, thì ngược lại Ngài nói đó, mình là cao quý nhất giống ai khác. Thì bây giờ thầy trở lại cái dịch lý. Khi mà nó ra 64 cái quẻ đó thì là có âm, có dương, có bị, có thái, có thế này thế kia, nghĩa là nó có rất nhiều. Mà mỗi cái đó mình nói cho dễ, mình lấy cho nó dễ hiểu là thế này. Bây giờ giả sử như mình lấy cái đây là cái trục, thì bây giờ mình quay một cái vòng tròn đó. Thì không vòng tròn nữa đó, nó đi từ cao rồi đi xuống thấp dần cho đến tầng cùng cái thấp. Tầng cùng cái thấp xong rồi nó đi lên lại, lên lại tầng cùng cái cao. Thì nó cứ vậy thôi. Dịch lý là sinh sinh chi vì dịch, là nó cứ quay, cứ xoay vòng hoài. Đó là cái sự vận hành của trời đất, nó là như vậy. Giống như mặt trời lên buổi sáng rồi dần lên cao rồi đến buổi trưa rồi nó xế chiều một trời làng rồi bước đêm, nó cứ làm hoài vậy đó. Rồi hết mùa xuân đến mùa hạ, mùa thu rồi đến mùa đông, rồi mùa xuân lại, rồi xuân hạ, thu đông lại, nó cứ vậy. Cái sự vận hành của trời đất nó là cứ luôn luôn như vậy. Thế tại sao Đức Phật Ngài lại nói rằng là trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, với thân thọ tâm pháp này thôi, chứ đừng có đi tìm kiếm đâu khác? Và sao Đức Phật Ngài lại nói như vậy? Cái điều này với dịch lý thì nó như thế nào? Trong dịch á là nói thế này: khi mình đang ở một cái quẻ nào, dù đó là bị hay thái, thì mình cứ phải tròn vẹn với nó vậy thôi. Tức mình đang bị, cho nên mình có cái câu như thế này: thời bị tắc bị, thời hân tắc hân. Hân tức là thái, quẻ thái đó, quẻ thái là quẻ hân thông. Nhưng mà nó đi đến tầng cùng của hân thông cái đó, nó bắt đầu bế tắc trở lại, nó bế tắc dần cho đến tới cái lúc bế tắc hoàn toàn. Đến khi bế tắc hoàn toàn một cái thì nó lại bắt đầu hân thông trở lại. Nó là vậy đó. Cũng như mình sinh ra thì bắt đầu hành thông cho đến khi chết là bế tắc rồi, thì tức là nó sẽ tái sinh trở lại, là hành thông trở lại. Một cái cây cũng vậy, lúc nó lên một cây con, nó lớn lên rồi nó sẽ chết, rồi nó để lại mấy cái hạt để nó sinh ra cái cây con khác. Nó cứ xoay vần như vậy. Cho nên á, bây giờ nó thế này: trong cái sự xoay vần đó đó, thì mình thích trở thành á, bên Đạo Thiên Chúa có câu nói rất là hay: con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Tức là ý là nói thế này: mình bây giờ mình cứ sống tròn vẹn với chính mình đi, tức là mình sống tròn vẹn với pháp. Tròn vẹn với pháp là tức là coi như mình lo việc của Chúa. Còn cái sự vận hành đó thì đã là sự vận hành của pháp rồi. Mình đừng có tìm sự vận hành, mình đừng có cố gắng vận hành. Bởi vì nếu mình cố gắng vận hành á, thì coi chừng rơi vào 3 trường hợp: một là cướp công pháp, hai là ăn trộm pháp, và ba là thọc gầy bên xe pháp. Tức là thọc gầy cái sự vận hành của pháp á. Lại ra cái sự vận hành nó là vận hành như vậy. Nhưng mà mình muốn bẻ theo ý mình muốn nó hoàn hảo theo kiểu này, hoàn hảo theo kiểu kia, nhưng mà có đâu có chỗ hoàn hảo. Bây giờ mình nói chỗ nào là hoàn hảo này: mặt trời mọc là hoàn hảo, hay là mặt trời lên một khúc là hoàn hảo, mặt trời đứng bóng là hoàn hảo, hay là mặt trời xế là hoàn hảo,
mặt trời chiều là hoàn hảo, hay là ban đêm mặt trời lặn là hoàn hảo, cái nào là cái hoàn hảo? Hay là thầy hay ví dụ trái mít non là hoàn hảo, hay là trái mít chín là hoàn hảo, hay là trái mít dày dày ở giữa là hoàn hảo, cái nào là hoàn hảo? Tất cả chỉ là một sự vận hành. Vì vậy cho nên á, thời bị tắc bị, thời hên tắc hên, thì câu đó mình có thể nói như thế này: thời mít non là mít non, thời mít chín là mít chín. Thì khi mà mít đang non hay chín á, thì nó cứ là cái lúc đó thôi. Non thì cứ non, mà lúc chín thì cứ chín, mà thực ra cái giá trị của nó là bằng nhau, phải không? Tại vì á, mình mong muốn có mít chín, cho nên mình mới cho mít chín là hay hơn, phải không? Còn giả sử như mình kiếm một cái trái mít non để nấu canh đó, thì lúc đó mình sẽ thấy là mít non là quý hơn, phải không? Về cái quý là cái đó mình do mình cái tâm mình đặt ra thôi, chứ còn không phải mít non là quý hơn mít chín, mà mít chín hay là mít chín quý hơn mít non, mà tất cả giai đoạn của nó đều quý hết á. Thí dụ như thế này, sinh ra thì mình quý, cho nên mình ăn sinh nhật, nhưng mà chết đi thì mình khóc. Thực ra nếu mà không chết đi á, cái trái đất này nó có chừng đó, bây giờ ai sống hết trơn á, thì còn chỗ đó mà ở. Cho nên á, để thầy kể cái chuyện mà chuyện vi tiếu, cái chuyện mà ba vị thần á, ở bên Ấn Độ á, người ta tin rằng là có ba cái thế giới này là có ba vị thần là tai quả. Vị thần sáng tạo là sinh ra, vị thần bảo trì là giữ lại, vị thần hủy diệt là dẹp đi. Thế thì ba cái vị thần này đó, có người là chỉ muốn thờ cái thần sinh thôi, hay là có người chỉ thờ cái thần mà bảo trì thôi, còn thần hủy diệt là không ai thích. Thần hủy diệt là chẳng ai thích hết trơn. Cho nên á, cho nên là ông thần hủy diệt là ông cứ bị chửi hoài, cha mẹ chết cái là chửi ông thần đó, hay là mình có cái cục vàng mất đi cái là chửi ông thần đó, mình mà mình khỏe mà mình bình hoàng cái là mình chửi ông thần đó, cái hoa mình mới nở đẹp nhưng bây giờ nó tan cái là chửi ông thần đó. Nói chung là ông thần đó cũng bị chửi hoài. Cái ông mới bực quá, ông nói mình làm việc muốn chết mà mình cứ bị chửi hoài thì thôi, không làm nữa, thôi hai anh làm đi để tôi ngủ. Cái ông thằng hủy diệt ngủ, ông ngủ thì cứ cái gì sinh ra là bảo trì để giữ lại, cái gì sinh ra giữ lại, và cứ như vậy cho nên nó đầy trời đất, nó cứ sinh ra nó cứ giữ lại, nó đầy trời đất, thứ gì cũng đầy hết đó, cây cọ cho đến con người, cho đến con muỗi, con ruồi, con cọp, con béo gì, có thứ gì, vi trùng, thứ gì nó cũng đầy, nó đầy lên một hồi, chỉ một thời gian ngắn thôi. Mình cứ tưởng tượng nếu mà trên cái thế gian này mà không có việc á, thì chỉ một thời gian rất ngắn thôi, là chỗ đất này là không còn ai đi được đâu được nữa trời. Nhưng mà nó phải yên đâu, nó cũng thêm nữa, thì lúc đó, đó thì rõ ràng đó là cái khi mà cái trái đất này mà nó đầy hết, cái thứ gì nó cũng đầy hết trơn rồi á, thì lúc đó đó người ta không chửi cái ông thần diệt này, mà ta chửi ông thần sinh. Ông sinh gì mà sinh dữ vậy, chật nít rồi mà vẫn cứ sinh. Nhưng mà cứ sinh đó, bởi vì không có ai về cả, thì ông cứ sinh thôi. Cho ra thì chửi một hồi cái ông cũng bực quá rồi, ông nói, ông mới kêu ông thần hủy diệt vậy. Ông nói bây giờ hủy diệt cho mau. Ông thần hủy diệt nói không, tôi hủy diệt người ta chửi nữa. Cho nên anh làm gì, anh làm gì đó, kỳ lạ. Ông kêu nó không được, phải diệt chứ không diệt nó không được. Thì ông kêu ông mới nói, thì có gì đâu, thì bây giờ anh đừng sinh, người ta cho nói anh. Nói anh sinh thì bây giờ anh đừng sinh nữa thôi. Thầy đọc nghe, ông kêu nghe cũng có lý. Cái ông đừng làm việc, thì lúc đó còn thằng bảo trì. Cho nên lúc đó là lúc đó bảo trì, thì người đang giơ tay vậy là cứ vậy mà. Nhưng mà bảo trì. Nói chung là lúc đó đang như thế nào là coi như là thành nó cứ ngắt lại hết, không còn cái chỗ nào, không có gì di chuyển gì được hết trơn. Thì thế ra là ba vị thần đó là vị thần nào cũng quý hết. Tại sao mình quý ông thần sinh,
à, quý cái ông Trần Bằng Tiến, mà bây giờ Bằng Tiến ở trên vậy rồi mới là bắt đầu mới khổ đó. Lúc đó mới thấy là thì thấy ra là thấy ra mình bây giờ nó trở thành bình an rồi đó, bây giờ đâu có xin chú dịch nữa, hết xin hết dịch rồi, là bây giờ bình an rồi, ai cũng muốn bình an hết trơn, nhưng mà bây giờ coi bình an là sao đây. Bình an chịu nói không à, cho nên đó, thực ra đó cái gì cũng quý hết trong đời sống này, tất cả mọi thứ đều quý hết, tại mình quý cái này cho nên mình ghét cái kia, chẳng phải là cái mình có gì hết trơn. Mình thích một cái gì đó là không rồi, chính vì vậy cho nên nó có cái đối nghịch lại là để cho mình phá đi cái mà mình mà muốn giữ đó, muốn đương thường. Cái pháp vận hành là nó tự nhiên đó, ai thích thì ráng chịu, ai ghét ráng chịu cho có pháp nó cứ vận hành được đó. Thành ra có người đau khổ hay không đau khổ là do cái thái độ của mình, chứ không phải là do sự vận hành. Mình muốn đứng lại, dòng sông nó đánh tôi chạy đẹp rồi, cái tự nhiên tôi muốn dừng lại cho con, đâu còn dòng sông tôi chạy nữa. Nếu mình muốn dừng lại, cái thì một trời nó cứ nằm hòa đó, nhưng đâu có thành sáng chiều tối nữa, mình giờ sáng chiều tối nó mới có sự vận hành, nó mới có sự sống, mới có cái đẹp cái kia. Cho nên á, cái bản chất của cuộc sống nó là như vậy. Mà trong cái sự vận hành đó, thì mỗi lúc đều là tốt đẹp hết. Phải một trời mới mọc mới đẹp, không phải một trời làm mới đẹp, không phải là một trời đúng ngọ mới đẹp, mà là tất cả đều đẹp đẹp. Mình nếu mà mình thấy ra được cái điều đó, thì mình sẽ thấy cuộc sống này có một ý nghĩa. Mà ý nghĩa không phải là ở cái mình chọn lựa tốt nhất, mà là trong tất cả mọi cái. Trong tất cả mọi cái đều tốt. Cái luân hồi á, là nó giống như thế này. Các nhà nó làm thử đá, nó vừa đục đá đổ mồ hôi, ngoại tay thì ông thấy là cái ông vua ông đi ngang qua, ông ngồi ở trên nhà, trên xe, trên kiều, trên đồ này kia, ông này sung sướng quá này, mình quạt cho mát rồi, còn cái này mình cũng đã đốt mồ hôi thì ông ước gì mà mình làm cả vua. Thì bây giờ một ông thờ đục đá mà nếu mà phấn đấu mà để làm vua thì cái là cả đời chưa chắc được, nhưng mà thôi cho được đi, thì nó ông ước cái động được làm vua được, ông làm vua một cái thì là ông ngồi trên kiều, ngồi trên voi, người ta câu quạt của người kia, ông phung sương, thế rồi ông đi một đoàn thì được nắng lên nắng chang chang, lúc đó quạt của gì nó cũng nóng hết đó, nóng quá đâu nó, ông làm vua còn thua một trận. Thế làm vua mình sung sướng nữa, nhưng mà đến khi một trời nó chiếu lên cái coi như mình cũng nóng rồi, mình cũng thua một trời luôn rồi. Thôi thì ông ước gì được làm một trời, cho ông được làm một trời đi. Trời đó chiếu, cho ông chiếu đủ thứ hết trơn. Nhưng mà ông chiếu quá đi cho nên nước nó bốc hơi lên nó thành mây, nó che hết trơn. Nó che hết trơn rồi, ông chiếu hết được. Chiếu hết được, nói quá, thì mê nó cũng hơn mình á. Ông ước gì thành bay, cái ông biến thành bay liền, mấy ông che rồi nó tung hết ra. Nhưng mà khi á mây nó mới gặp gió nó thổi mây tan tán hết trơn, thổi mây tan tán hết trơn, ông nói vâng vậy là mình thổi mua gió, cái ông ước gì làm gió, cái ông được làm gió liền. Thôi ông thổi quá trời rồi, thổi đủ thứ trơn, thổi cái núi đá không được, cái núi đá vẫn đứng yên, thổi mấy cái núi đá vẫn đứng yên. Ông mới nói thế là mình lại còn thua cái núi đá, thua cái núi đá, cái ông ước gì làm cái núi đá, cái ông được làm cái núi đá này, cái ông đang chậm chệ đứng thẳng rồi ngon lành á, thì thấy giá trị nó bụt bụt quá sợ đục cái gì đau quá vậy đấy. Thì thế ra là ông thờ đục đá, ông nói vậy mình còn thua ông thờ đục đá. Mình nói ông nói không, mình còn thua ông thờ đục đá, ông ước gì làm thờ đục đá cái trở lại như cũ. Mình trở lại như cũ, à thì thế là luân hồi là vậy đó, hả? Luân hồi là vậy. Anh quay lại quá đời anh đồ,
đồn cực quá rồi, bây giờ có phở, có hủ tiếu, có này cái kia ăn ngon, ăn ngon chứ thôi lan lại. Ớn quá rồi bây giờ thích phải lan lại. Thành ra mình cho là một cái gì đó mà là cao quý nhất để mình đạt tới. Thực ra không phải, mà tất cả đều là cao quý. Tại mình không giác ngộ ra thôi. Cho nên á, trong nhật lý á, nó mới có câu thế này. Để mình coi được tại sao mà Đức Phật Ngài lại được mình trở về với thân thọ tâm pháp thôi. Tại sao vậy? Tại sao khi còn có nhiều người nói là bộ pháp nó pháp tiểu thừa rồi, tứ niệm xứ là tiểu thừa, bởi vì nó chỉ có trở về với thân thọ tâm pháp thôi. Tôi phải tu thêm một cái gì một cao quý ghê gớm chứ, trở về thân thọ tâm pháp mà làm gì? Nhưng mà Đức Phật Ngài đến bờ, Ngài vẫn cứ chỉ về thân thọ tâm pháp. Mặc dù cho bà là môn muốn đạt đến cái đại ngã cao đẹp kết mấy đi nữa, Đức Phật Ngài là trở về với thân thọ tâm pháp. Đau thì biết đau, giờ chừng đau nhất thì biết đau nhất. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Lạ lùng rồi, rất là khó hiểu. Nhưng mà ra ra khi mà thấy đã được rồi, mình thấy đó mới là thật sự là pháp đạo quý nhất. Cho nên trong dịch lý nói như thế này: dịch vô vi giả, vô tư giả. Tức là cứ vô vi vô tư, tức là không làm gì cả, không suy nghĩ gì cả, không muốn là thu đắc cái gì cả. Thì vô tư nó có hai nghĩa: vô tư tức là không suy nghĩ gì cả, và vô tư cũng có nghĩa là không có cái gì là mình cả, không có cái gì để mình đạt thành cái gì cả. Bởi vì nó dịch nó cứ biến hoài mà làm sao mình đạt cái gì nữa. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, đâu có chỗ nào đắc được, đâu có chỗ nào mà dừng lại được đâu. Bây giờ không có cái chỗ nào mà mình đạt được cả. Mới nói biết chín cái là mừng quá rồi, bây giờ mình biết chín là thuộc đến rồi. Để một hồi bên đó nó vừa ra nó hư nó thối nó rớt. Cái chỗ nào là cái chỗ mà hoàn hảo nhất, là luôn á, chỉ trở về như mình đang là thôi là hoàn hảo nhất. Tại sao vậy? Đó, thì thầy nói lại cái mà của bên dịch lý này. Dịch vô vi giả, vô tư giả, tịch nhân bất động. Tịch nhân bất động ở đấy tức là không thêm, không bớt, không làm. Ở trong kinh Bất Giả đó, bất cấu, bất tịch, bất tăng, bất giảm, nó là như vậy thôi, chứ không có thêm bớt gì nữa hết á. Đừng có cố gắng thêm bớt cái gì nữa cả, nó là như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình hoàn toàn và tròn vẹn với cái như vậy thì là cái tâm mà tròn vẹn với cái đang là như vậy là chính là Niết Bàn, chính là Thái Cực. Mặc dù là đang ở trong cái quẻ bị thì cũng là Thái Cực, ở trong quẻ thái cũng là Thái Cực, ở trong quẻ kiền thì cũng Thái Cực, ở trong quẻ khôn thì cũng Thái Cực. Tức là nếu mình chỉ cần tròn vẹn lắng xuống thì mình sẽ chạm phải thì cái vô cùng. Như ngày hôm qua thầy nói, mình trở về mình lắng lại thì nó sẽ chạm phát cái vô cùng. Thì cái đó nó không cần phải quản lý trở thành quẻ thái, mà khi chạm phát cái vô cùng á, thì trong đó cả vị thái đều nó nằm trong trong đó hết. Cho nên mình đâu cần thêm mất. Do đó mà ta nói là thời bị tắc bị, thời hành tắc hành. Tức là cái thời nó đang như thế nào, nó đang là như thế nào thì nó là như vậy. Chỉ cần thấy ra cái đang là đó một cách hoàn toàn tròn vẹn, không thêm bớt gì nữa, thì lúc đó chính là Niết Bàn. Lúc đó chính là chạm phải cái Thái Cực, chạm phải cái vô cùng, cái không sinh không diệt. Mặc dù đang sinh diệt mà vẫn chạm cái không sinh diệt. Thì vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động tức là đừng có khởi tâm muốn trở thành gì nữa, không tạo tác gì cả. Cho nên Đức Phật á, thì Ngài nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Không vô tướng, vô tác, vô cầu tức là bất động, tịch nhiên bất động. Niết Bàn được định nghĩa là tịch tịnh. Mà tịch tịnh ở đây không phải là mình thiền định để mà đạt được một cái hoàn toàn yên, mà là đang ngồi đây này, là yên với cái giây phút, cái tháng đang này thôi.
chứ đừng có dừng nó lại. Bởi vì chỉ yên một sát na này thôi, người nào có thể trở về tròn vẹn với một sát na thì chính cái sát na đó mới chạm phải được cái vô cùng. Mình buông ra hết, đừng có thêm bớt gì nữa hết trơn á, chính cái lúc tròn vẹn đó là thấy được niết bàn. Thực ra mình không cần giữ cái thành công. Khi mình buông ra hết, mình buông ra hết, mình tròn vẹn với cái đan na này này, thì đó là chạm thấy họ lại. Chẳng phải là đi tìm cái thành không nào, không cần phải giữ lại thành không nào cả. Thì muốn giữ gì hết đó, bởi vì nó có giữ cái gì nữa. Đó là lý do vì sao mà thầy nói là tùy duyên cùng pháp vô ngã vị tha. Đức Phật cả nói là tham ma tham ma và tiếp phan nô vi hà ra tiếp. Tức là sống thuần pháp. Thuần pháp là gì? Thuần pháp là pháp như nó đang là. Cái pháp này không thể sẽ là được, không thể là đã là được. Pháp là nó phải, nó là đang là thôi. Còn bây giờ mình nói rằng là mình sẽ luyện cái pháp này 3 tháng sau thì tức là sẽ là rồi. Và chân lý chỉ có trong cái đang là chứ không phải sẽ là. Nếu mà mình đặt chân lý ở cái chỗ sẽ là thì mình sẽ mãi mãi là luân hồi sinh tử. Điều này rất quan trọng. Cho nên đó, mình nói là tịch nhiên bất động các như toài thông thiên hạ chi cố. Tức là chính cái lúc mình mà tịch nhiên bất động đó tạo được cái vô cùng của đời đó. Nhưng mà con người mình đó, là luôn luôn muốn hình thành một cái riêng của mình, chẳng phải chạm vào cái mà chung của trời đất đó. Mình muốn ôm giữ một cái riêng của mình thôi, mình muốn đạt được một cái gì đó mà cao quý nhất của mình thôi. Những cái đó thì không bao giờ có được, bởi vì em tới tầng cùng của cái kia rồi ấy, thì nó sẽ thêm một hào âm, rồi thành hai hào âm, rồi ba hào âm, rồi bốn hào âm, cho đến khi sáu hào âm thì nó lại trở lại với Phật quê hồn. Nhưng bây giờ mình muốn giữ quê hồn cũng được, vì thế tới tầng cùng đến cái quẻ không rồi thì nó trên một quẻ dương, trên hai quẻ dương, rồi ba quẻ dương, đến sáu quẻ dương thì nó trở thành lại quẻ lại, nó vậy thôi. Nó cứ xoay vần hoài như vậy. Cái việc xoay vần đó thì mình đừng có lo cái việc xoay vần đó, việc đó để Chúa lo, tức là để trời đất lo, để pháp vận vận hành. Còn mình chỉ lo một chuyện thôi. Nó lo việc của Chúa, có nghĩa là lo việc tròn vẹn với cái đang là. Chúa nói như thế này: ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chắc bớt ta thì không ai được đến cùng nhau. Đường đi lẽ thật và sự sống chính là cái đang là, phải không? Cái đang là này là sự sống đó là lẽ thật, và đó chính là đường đi, tức là đó là đạo. Qua cái đó mới thấy được cái vô cùng, mới thấy được niết bàn, mới thấy được cái tánh không của bản thân. Thì á, qua cái đó, qua cái rất là mong manh, chỉ một sát na thôi, qua cái mong manh một sát na, một cái sát na đang làm, chỉ là chạm được với thực tánh, với chân đế, với thượng đế, với niết bàn. Thật ra những cái tên gọi đó, tên gọi tôn giáo này tôn giáo kia, chứ còn cái thân đất là đó là vậy. Thì bây giờ mình đơn giản là Đức Phật nói rất là cụ thể, ví dụ như là Thiền Tông nói là thực chỉ nhân tâm kiến tánh thực vật thành Phật, tức là không có hướng ngoại cầu huyền, bất lập bấm tự, không cần tất cả mọi cái đó, không cần hết. Bây giờ chỉ trở về với mình, khi mình trở về với mình mà mình thấy được cái bản chất thực, cái từ cảnh thực của nó chỉ là thành Phật. Mà thực ra đó, thì cái mà thấy được cái tánh thực đó là nó rất dễ. Bởi vì sao? Nó ở nơi sắc, nó ở nơi cái danh, cái sắc này, cái tâm, cái tánh biết của mình thì nó thường hành thấy rồi. Đó. Còn pháp thì nó đã vận hành rồi. Mình đâu có xem vô. Chính vì mình xem vô đó, cho nên mới là làm học hết mọi chuyện. Mình muốn xem vô để mà tạo tác, để mà muốn làm vào theo ý mình, chính vì cái đó mà mình đau khổ. Còn Đức Phật Ngài chỉ nói là trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang là đó là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Ví dụ thầy đang đưa tay như thế này thì thầy biết rõ là mình đang đưa tay như thế này,
học hành với cái việc đưa tay như thế này. Trả lời là đúng lắm, đâu cần thêm bớt gì nữa. Nhưng mà cái sự sống đó, cái sự đó này, nó trôi chạy từng giây từng phút. Cho nên mình phải là trải nghiệm từng giây từng phút. Mình phải chiêm nghiệm, lắng nghe, quan sát, học hỏi ra ngay trong cái sự vận hành đó. Nhưng mà không phải là mình tìm kiếm, mà mình chỉ thấy nó đơn giản đến cái độ mà mình quá phức tạp, cho nên bây giờ không hiểu được cái đơn giản đó. Con người mình quá phức tạp, con người mình quá đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia, cho nên bây giờ không tài nào mà buông ra để mà trở về cái dáng gì mà dịch lý nói như thế này: chỉ dạng như thiên hạ chi lý đắc kỷ, thiên hạ chi lý đắc nhi thành vị hồ vị trung hỷ. Tức là bây giờ mình đơn giản là như là mình đang làm thôi, là chỉ dạng như thiên hạ thì á, là thiên hạ chi lý đắc kỷ, tức là mới là thấy được cái tính chất của bản thân. Thiên hạ tức là bản thân, dáng gì đến tận cùng là thì sẽ thấy được cái nguyên lý của bản thân. Thiên hạ chi lý đắc nhi thành vị hồ vị trung hỷ, tức là khi mình thấy được cái nguyên lý của bản pháp thì ngay đó đó đạt được cái chỗ gọi là thời vị trung chứng. Thời là bây giờ, vị là tại đây. Nếu mình tròn vẹn với cái tính chất của cái tại đây và bây giờ thì gọi là đạt được chỗ thời vị trung chứng. Thì dịch lý đó nói là đạt cái người mà đắc đạo đó là người đạt được thời vị trung chứng. Thì đạo Phật á lại nói là người đạt đạo là người đã tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là cái người đã trở về tròn vẹn với cái thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Dù lúc đó là như thế nào, chẳng phải là cũng phải là về với những cái điều kiện hoàn hảo nhất. Vì thực ra không có điều kiện nào hoàn hảo hết, thì cái không hoàn hảo là hoàn hảo. Thí dụ hết mình đặt mít chín là hoàn hảo, cho nên mình nói có mít non cũng hoàn hảo. Thì nếu mình đặt mít non hoàn hảo thì mít chín tức là học rồi. Vì vậy hoàn hảo là do mình quan niệm, chứ còn mít chín, mít non, mít dày, mít gì đó nó cũng đều hoàn hảo. Hoàn hảo trong từng giây phút. Mà nói theo đạo Phật thì cũng dữ dội hơn nữa là hoàn hảo trong từng sát na. Nhưng mà tại sao mình cứ ngồi đây mà cứ mong chờ cái này, mong chờ cái kia, muốn thành cái này, muốn thành cái nọ, muốn đắc cái kia? Tại sao? Tại vì mình không thể nào mà lặng im để mà hoàn hảo, để mà hướng được cái hoàn hảo của từng sát na. Mình lại hiểu sai đi. Mình tưởng rằng là mình phải làm thế nào đó, nỗ lực thật nhiều để đạt được cái hoàn hảo, thì không bao giờ hoàn hảo được. Bởi vì sao? Bởi vì đã mất đi cái tròn vẹn hoàn hảo của từng sát na. Nếu một cái người nào mà hiểu được cái điều này đó, thì đời sống đã thay đổi hoàn toàn. Thay đổi ở đây nghĩa là nó đang như thế nào thì nó là vậy, mà mình không còn vấn đề gì. Đó là thay đổi lớn nhất. Còn mình cứ mãi muốn thay đổi, mãi muốn trở thành, chính cái thay đổi và trở thành đó là luôn đưa đến luân hồi sinh tử. Giống như cái ông thợ đục đá, nhớ cái chuyện ông thợ đục đá là nhớ ra là mình đang muốn trở thành cái gì. Không có một chỗ nào là lý tưởng thật sự, không bao giờ có. Chỉ khi nào mà mình giải thoát cái tâm mình không còn lý tưởng gì cả thì lúc đó mới là, mà lúc đó thì lại cái gì cũng được. Nên nó không phải là cái nào. Ví dụ giờ thế này, mình ăn quay lan chán quá thì đang đây nói bây giờ muốn cho một cái ngang qua cái điểm phở nó ngon quá đấy, muốn có tiền mua. Giá thứ như có người cho mình tô phở, mình ăn là mình nói chuyện đàn rồi. Có được, bây giờ cứ mỗi ngày tới đây là chọn phở. Còn thứ bây giờ ăn cũng biết là bao nhiêu ngày, có chỉ 3 ngày thôi là muốn chạy rồi. Không có một cái nào là giữ được lâu đời được cả. Thí dụ như bây giờ nói là
có cái vị nào đó nói rằng bây giờ làm sao mà trở về được cái tâm hoàn toàn rỗng lặng. Nếu mà trở về cái tâm hoàn toàn rỗng lặng nó đâu có làm gì được, phải không? Cho nên thầy mới nói rằng nó có bốn cái mức tâm. Khi thì phải thận trọng chú tâm quan sát, khi thì phải trở về trọn vẹn trong sáng, khi thì sáng suốt tỉnh tịch tâm lành, khi thì rỗng lặng là tùy lúc. Chứ bây giờ nó đã rỗng lặng rồi còn làm gì được nữa. Khi một cái người mà cứ trú vào cái rộng lặng đó không ngoài đó, cái mà cái tánh không nó ngoài đó, thì trong thiền người ta gọi là trong không thể tịch, tức là bình đó, đó là bình trong cái thiền. Vì rơi vào cái không tịch rồi, không phải như vậy. Cho nên á, trong đó thầy nói một cái câu chuyện chi tiết thôi. Còn để mới sai một sứ giả. Thiên sứ xuống dưới trần, bởi vì trần gian là do Chúa sinh ra, cho nên thường đế mới cho một sứ giả xuống trần gian này để coi cái thứ con cái của ngài sinh ra rồi, ngài để giới rồi, bây giờ nó làm cái gì. Thì ông thấy mọi sinh hoạt đồ đồ thể thế này đồ thế kia đồ thứ hết đó, thì các ông thiên sứ đó ông mới, trong cái lúc đó ông mới bay ngang qua khu rừng, thì ông thấy rằng trong cái khu rừng này nó có cái mấy tranh trong đây, ông mới là bay xuống. Ông bay xuống thì là ông nhìn vô trong cái cốc tranh đó, ông thấy một vị đạo sĩ đang ngồi bất động. Thì ông tiên sứ đó ông đứng chờ ngày này qua ngày khác, ông cứ ngồi bất động hoài. Chờ thì đến một cái lúc nào đó thì cái ông đạo sĩ đó ông xuất định ra đó, thì ông này cũng tới hỏi liền. Và ông tôi thấy ông ngồi mấy bữa nay ông ngồi bất động nữa để làm gì vậy? Thì ông nói ông biết sao, tôi đang ngồi thiết nhập thượng đế. Thì ông thiên sứ đó ông nói cái gì cũng hiểu đó. ông nói cái gì ông nói cũng hiểu được. Thượng đế sinh ra nó ăn này, uống này, đi này, đứng này, nằm này, ngồi này, tất cả mọi thứ, tức là tất cả những cái gì mà thường đến mà đã sinh ra đến cái cõi đời này đó, đều có thể qua đó thể nhập thường đến cả được cả. Tại sao ông này lại ngồi bất động? Ông không lý giải được, ông thiên sứ đó ông không lý giải được. Một hồi đó ông mới ngồi ra, ông nói phải rồi, ông này muốn là thường đến thể nhập đó. Không phải là ông muốn thể nhập thượng đế, tức là ông muốn thượng đế bất động với ông. Mà trong khi đó là thượng đế là sinh ra muôn màu muôn vẻ, có động có tĩnh, có nóng có lạnh, có cao có thấp, có được có mất, có hơn có thua. Người ta thượng đế đưa ra rất nhiều mặt để cho cuộc đời này nó phong phú, thì cứ qua tất cả những cái đó mà đều mình vẫn là vô vi giả, vô tư giả, tịch tiên bất động. Qua cái đó mình còn cảm được thượng đế, cảm như loài thông thiên hạ như có, tức là cảm được thượng đế. Qua nỗi đau của mình cảm được thượng đế, qua nỗi khổ của mình cảm được thượng đế, qua cái buồn phiền, qua cái thất vọng, qua thất bại đều cảm được thượng đế cả. Tại sao lại bắt thượng đế bất động như mình? Cho nên trong thiền mới nói là cái cảm mà mình muốn mình trở nên hoàn toàn là vắng lặng đó, cũng là trong không trệ tịch. Vậy sao thế? Thì thầy, khi mà lúc mà anh cần từ thiền tới á, thì con thấy trong khi đại phái là chắc thì cái gì chắc. Đúng. Người nào đạt được cái đó gọi là liệu pháp sinh tử. Còn người nào mà cứ muốn là sẽ đi được lên cái này, người sẽ chết muốn được đi cái kia, là coi như cái người đó vẫn còn là có chỗ để bám víu. Cho nên Đức Phật gọi là đó là cái người còn chỗ sẽ đi. Thật ra cái chết mà đau nhất là tốt nhất. Bởi vì sao? Khi mình chết á, cái người nào mà đau mà chết là người đó là ai nhất. Bởi vì sao? Vì khi mình đau đó thì cái tâm mình nó tròn vẹn với cái đau đó. Chứ còn nếu mình đau cái mình nó trong lúc rồi mình đâu rồi,
không biết con mình đâu rồi, không biết tiền bạc mình nằm trong cái trụ đó rồi cũng ai giữ. Mới chết rồi, cái đó mới chết rồi. Còn á, nếu mà lúc đó đau quá thì chỉ còn biết cái đau thôi. Cho nên cái tâm lúc đó nó mới là tốt. Cái người này mới là dễ chịu quá này. Còn cái người em mà chết mà em đềm quá là phải coi chừng á. Bị cái thầy đau quá sân lên hả? Mình đau thì sao? Thì đáng chịu. Thì đáng chịu. Nhưng mà nếu như lúc đó đó mà đau á, mà mình cào mèo với cái đau á, cào mèo không phải không đau, nhưng mà cào mèo với cái đau á, thì lúc đó tâm mình đâu không có tính toán luôn tuôn, không có nhớ chuyện này chuyện kia. Cho nên khi chết á, là tâm nó, tâm là cái tâm được cào mèo. Có cách nào để tu tập để sống trong để khi nào mình gặp trường hợp thì là có thứ mình không biết ai được an tâm, được không có buồn phiền gì đó. Thì cái đó ngày hôm qua nói rồi, là nó có tâm mình có thể sử dụng trong bốn mất. Bây giờ nếu như cái tâm mình mà nó để muốn cho nó tròn vẹn á, thì mình thận trọng chú tâm quan sát, làm cái gì thận trọng chú tâm quan sát trong việc đó. Đó. Thì là đó rộng ràng là nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều cái mà chạy lung tung, mà nó lại không trù vào một cái nào cả. Ví dụ bây giờ mình niệm hơi thở hay là mình làm cái gì đó thì nó vẫn còn có chỗ để trụ, còn đây nó không trụ gì hết. Đi thì thấy đi, mà ngồi thì thấy ngồi, ăn thì thấy ăn. Trong tất cả những cái đó mình luôn thật trọng chú tâm quan sát, thì dần dần á cái tâm của mình nó sẽ lên, nó sẽ có cái thứ mức thứ hai. Cái mức thứ hai đó là trở về tròn vẹn trong sáng và thực tại. Khi cái tâm mà trở về tròn vẹn trong sáng và thực tại đó thì nó sẽ có cái mức thứ ba, đó là nó luôn luôn sáng suốt được tịnh trong lành. Mà khi mà nó luôn luôn sáng suốt được tịnh trong lành rồi á, thì lúc đó tâm nó sẽ là rộng đang thực tại. Nhưng mà nó không kẹt. Bây giờ nó đang rộng đang tự tại đó, có ai kêu cứ nói cho tôi nước nước thì mình lấy nước cho họ, mà khi lấy nước thì phải thật trọng chú tâm quan sát chân tôi mấy cái ly. Đơn giản là vậy thôi, đơn giản vậy thôi chứ đâu khó khăn gì đâu. Thầy mới thấy ra được một điều thế này, khi mình bám víu vào một cái gì đó, thì lúc đó mình mới không làm được việc tốt. Còn nếu như bây giờ thầy cứ để tâm thông vậy thôi, tức là thầy cứ đi thì biết đi, đứng thì biết đứng, nằm thì biết nằm, nấu ăn thì biết nấu ăn, chẳng phải là không đó, chẳng nấu ăn lấy gì để ăn đó. Khi lái xe thì biết lái xe chứ, tức là mình làm cái gì thì mình thận trọng chú tâm quan sát vào việc đó. Chả ai nói không làm thì lấy cái gì mà thận trọng chú tâm quan sát, có làm mới có thận trọng chú tâm quan sát. Thì lúc đó chính khi mình làm đó, mình thận trọng chú tâm quan sát. Thế thì bây giờ chỉ sống từng giây phút tròn vẹn với mình. Nhưng mà thực ra đối với Phật pháp này, đó mới thực sự là tu. Còn trước kia vẫn còn tu theo kiểu tham sân si của bản ngã thôi, chứ chưa phải là tu. Tôi đi chùa tụng kinh biết, không làm được nhà, cho nên là chồng nói thế này, con nói thế kia được thứ. Nếu như bây giờ về mà làm việc nhà đâu đó đàng hoàng, thằng trọng chú tâm quan sát đặt quét nhà tôi là quét thiệt sạch. Thằng trọng chú tâm quan sát là nó sẽ quét thiệt sạch. Rồi á, thấy con đau thì mình tới giúp đỡ. Nhưng mà tùy duyên thủ pháp, tùy duyên mình cứ, tùy duyên mà mình làm với một cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành, thằng trọng chú tâm quan sát. Mà luôn luôn là trở về trọn vẹn với bánh thì như vậy là tu quá trời chứ không tu gì hết. Nhưng mà không tu gì hết. Cho nên trong thiền nó có một cái câu nói mà nói là, câu nói rất là kỳ lạ, nói là đệt lệ vô số vị Phật không bằng đệt lệ một cái vị không tu không chứng. Trong thiền nó có cái câu đó, nghe cũng kỳ không? Không tu không chứng mà có mà đệ đệ vì đó còn hơn là đệ lệ cả hàng hà sa số là chư Phật. Nhưng mà ý là nói thế này, bây giờ mình sống làm trong sáng ở đây, mình cứ tròn vẹn trong làm trong sáng ở đây, chính là lúc đó mình là
chính là vô tu vô chứng. Và thực ra một vị A La Hán là gì? Vị A La Hán nghĩa là đã bỏ hết tất cả những cái ý đồ chứng đắc gì hết trơn, không còn tham muốn gì nữa, cho nên gọi là A La Hán. Mình nên là hiểu lầm, mình nói là chứng đắc A La Hán. Chứ thực ra A La Hán có nghĩa là bây giờ không cần chứng đắc, không cần gì nữa hết đó. Đã trở thành một cái người không tu không chứng gì nữa, đã bỏ gánh nặng xuống, đã không cần gì nữa hết đó. Cho nên người ta nói là nói ý gì thôi, nói ý để chi đó. Tại vì cái ý cái đó đó, thực ra người ta muốn nhắc như thế này: đừng cứ muốn tu mà thành Phật, muốn nhập thất mà thành Phật, đừng có như vậy. Mà bây giờ đừng tu, đừng chứng gì hết trơn á, cứ gặp người ta giúp đỡ người ta đi, lắng nghe người ta nỗi khổ của người ta đi, qua đó mình cũng học được cái nỗi khổ đó, để mình để mặc để mình cũng là thấy ra bản thân mình đó. Cho nên là thầy nói là mỗi lần mà thầy đi chia sẻ Phật pháp như thế này đó, chia sẻ cái pháp, chia sẻ đạo như thế này đó, không phải thầy đi dạy ai hết trơn mà thầy đi học. Bởi vì mỗi người đến trình pháp, ví dụ như ngày hôm nay là có hai người đến trình pháp, hai người đến pháp đã tìm hai cái tình huống khác nhau, hai cái tình huống đó giúp thầy thấy đây, chứ thầy đâu có gặp trong trường hợp đâu, thầy biết không? Nhờ người ta nói mình học đó. Như vậy thì mình học trong cái đó là mình học được vô số pháp. Cho nên là cuộc đời này là toàn là bài học đấy. Tại sao mình chịu mở ra để mà học? Chính cái người giác ngộ đó, thì lúc đó người đó mới thực sự là vô ngã vị tha. Người đó mới là làm nhiều đó. Nói như là tự là vô vi nhi vô bất vi, tức là không làm nhưng mà không có việc gì không làm. Mà cái người mà vô vi như vậy đó, thì cái người đó mới làm được những việc lớn. Còn cái người mà cứ bo bo theo một cái gì đó để mình cứ phải làm thế này, phải làm thế kia đó, thì không đủ tầm vóc để làm được việc lớn. Đất nước gió lửa khi mà không người ta chết thì trở về hết, trở về đất nước gió lửa, cái tánh cái không thì vẫn còn, tức là cái không đại và cái biết nó vẫn còn, chỉ có cái đất nước gió lửa và cái thức tại nó không còn. Mình nghe con không hiểu cái gì. Nếu mà nó không còn thì tại sao con người ta trở lại có cái thức tại trong đó? Cái này á, tại vì nó là nó nhập nhằng lên cái chỗ cái danh từ đó, cho đó là nó có háo cái thôi, tức là đất nước lửa gió hư không và thức tánh, tánh tiết đó. Nhưng mà tánh tiết này nè, đó là mình nói là cái khởi đầu nè. Thật ra khởi đầu á là chỉ có danh sắc thôi, danh sắc tức là có hai cái thôi đó. Tức là mà bây giờ là danh này, danh tức là tánh tiết, còn sắc tức là đất nước lửa gió và hư không. Thành ra tháo cái mà thành còn hai, nhưng bây giờ này hai cái này kết hợp ra nó mới thành mắt tai mũi lưỡi thân ý, thành ra mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì khi mắt tai mũi lưỡi thân ý đó thì mới có nhạc thức, nhị thức, thị thức, trực thức, tâm thức, ý thức. Như vậy á, mắt tai mũi lưỡi thân đó thì đó là đất nước lửa gió và hư không. Còn cái tánh biết á thì bây giờ nó mới là thể hiện vào trong cái nhận thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, tâm thức, ý thức. Cho nên cái tánh biết này á nó biến thành sáu thức. Cái sáu thức này là cái hoạt động của con người. Thì cái sáu thức này và sáu căn này thì nó có sinh có diệt. Nhưng mà đất nước lửa gió hư không và tánh biết thì không. Sáu cái yếu tố này là cái sáu cái nguyên tố, có thể nói là sáu nguyên tố. Sáu nguyên tố thì không. Nhưng mà sáu nguyên tố này khi nó biến thành mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, thì mắt tai mũi lưỡi thân ý có thay đổi, có sinh có diệt. Vì tại sao con người ta luân hồi, người ta rất là tại vì cái nghiệp mà nó bị luân hồi. Cái nghiệp đó là thế này. Cái nghiệp nó phải có, nó mới luân hồi được. Thì cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này này, nó mới tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, nó mới có thích có ghét, nó mới có lấy có bỏ, do đó nó tạo nghiệp.
thì nó tạo nghiệp gì nhân gì thì nó xảy ra quả đó vậy thôi. Nó chết nhưng mà nó cái chết là nó chỉ chết cái phần thân xác thôi. Còn cái năng lượng cái kia mình cho nên nó là cái năng lượng đấy, cái năng lượng nó vẫn còn. Ngay trong vật chất thôi chứ đừng nói có cái tâm. Thì người ta có cái thước được bảo toàn năng lượng đó, thì năng lượng vẫn nó không mất. Vậy thì con có thể nói là có đất, nước, gió, lửa, nghiệp, nghiệp và không, hư không, trời tánh biết, thay vì con thành trí thức. Thì thêm cái chữ nghiệp nó cũng được. Nhưng mà cái nghiệp mà tại sao? Cái nghiệp nó chỉ là phần thêm vô thôi, là phần thêm vô thôi. Cái nghiệp đó nó có thể chấm dứt. Thì khi ví dụ như cái nghiệp đó nó chấm dứt đi, thoát khỏi cái nghiệp đó, thì Đức Phật ngài thành Phật ngài vẫn còn mắt tai mũi lưỡi thân ý, và cũng vẫn còn đất nước lửa gió hư không và đất tánh. Nhưng mà cái nghiệp thì chấm dứt, cho nên nó cái nghiệp chấm dứt tức là nó không còn sinh tử trong cái mà nghiệp đó. Thầy nói từ 120 nó giảm xuống còn 60 mấy, 60 mấy giảm xuống còn mấy, còn 2 xuống còn 1, và từ 1 còn gì nữa thầy? Còn xuống là 100. Thì đúng là cái một đó đó, cái một cái thái cực đó đó, thì nó có hai mặt, chân không và diệu hữu. Chính là cái chân không á, đó là cái mặt thể tánh của nó. Nhưng mà nó có một cái mặt thứ hai, đó là mặt diệu hữu. Thì chính cái mặt diệu hữu này mới sinh ra bản pháp. Tất cả mọi thứ, danh sắc, âm dương, từ trong một cái pháp. Ví dụ như từ trong cái thực tại, từ trong cái mình đang ngồi đây, thì nó chỉ có hai cái, là đó là danh và sắc. Nhưng mà danh sắc nó sinh ra lục nhập, tức là nhập gì thì thân ý, lục nhập đó mới là còn thêm với cái kia lục trần, thì nó tạo thành năm cái thức 18 đó, nó mới còn thêm với là cái tham sân si giả mạt tà kiến đầy đỏ, nhân ra thành vô số, đúng không? Thầy giảng nghĩa thì cho con hỏi cho nó rõ. Thầy nói tâm độ vẹn ngay tại lúc đó. Con cho cái ví dụ như con đang ăn mà con nghe nhạc, nếu mà con muốn sống trọn vẹn ngay lúc đó là con chỉ biết ăn thôi, làm sao con sống trọn vẹn được cái đó? Cái lỗ tai con vẫn nghe, khi mà ăn thì con vẫn biết, rồi làm sao con biết mà con muốn trọn vẹn là con chỉ biết ăn thôi? Ví dụ như thế này, con người cứ hay hỏi thầy là bây giờ con niệm hơi thở, rồi bây giờ nó ngứa rồi làm sao? Ngứa làm sao? Là vì sao? Là vì người ta xử lý bằng ý thức. Ý thức tức là nó là một trong sáu thức thôi. Xử lý bằng sáu thức, nhưng mà cái xử lý bằng tánh biết là một, và cái tánh biết đó nó cũng cần trụ vào đâu. Nếu nó trụ vào ăn thì nó không nghe, mà nếu trụ vào nghe thì nó không ăn, nếu có trụ. Còn nếu như bây giờ chỉ là tánh biết thôi á, thì mọi thứ đều được cái đó. Thì tánh biết á là qua mắt thấy cũng được, qua tai nghe cũng được, qua mũi người cũng được. Ví dụ như bây giờ thế này, tự nhiên có một người đem tới đây một cái tại vì nó thơm thì thơm lắm, hương sầu riêng này. Mình vừa thấy lá sầu riêng mà vừa mình ngửi cái mùi sầu riêng đó, mọi thứ là đều biết cái trời như đâu không biết đâu. Tức là nếu mà mình tròn vẹn với cái tánh biết thì nó khác với tròn vẹn với cái ý thức. Nếu mình tròn vẹn cái thức á thì nó chỉ biết là cái này hoặc là biết cái kia hoặc là biết cái nọ, mỗi hai biết cả một lần mất một chân một em biết tất cả một lần. Nhưng mà rõ ràng là trên thực tế là những cái này nó đang đến một lần, thế thì lúc đó không phải không thể ý thức được nữa, mà là tánh biết biết. Đó là lý do vì sao mà là lấy tánh biết để tu chứ không lấy ý thức để tu.
ý thức là luôn luôn mình phải biết cái này, mình phải biết cái kia, mình phải biết cái nào. Còn bây giờ không cần, chúng con như vậy. Cái chữ tròn vẹn nó có nghĩa thế này: khi mình nghe nhạc thì mình quên mất mình, như vậy gọi là không tròn vẹn. Khi mình đang ăn cơm mà tự nhiên nhớ cái chuyện gì đó, tức là không tròn vẹn. Nên mình chỉ để hiểu cái chữ tròn vẹn với không tròn vẹn thì cái đó mình mới biết tròn vẹn là cái gì. Đó. Mình đang đi bộ, nhưng mà cứ đang đi bộ là đi, đang đi tới chợ đó, nhưng mà mình đang đi bộ như vậy thì mình lại cứ nghĩ tới bên chợ, cái này cái kia, cái kia, cái nào cũng được, có khi bốc một đá cái đá chết luôn. Cho nên đó là mình cứ cứ tròn vẹn. Trong cái tròn vẹn á, nó có, tạm thời mình nói là có những mức độ tròn vẹn khác nhau. Ví dụ tròn vẹn của ý thức thì chỉ có ý thức cái đó thôi là cũng tròn vẹn đó. Nhưng mà cái tròn vẹn này nó có thể là nó rộng ra, nó tròn vẹn với nhiều thứ một lần. Cho nên thầy mới nói là bốn cái mức độ tâm là vậy. Có thể là khi mình cần một cái việc gì đó thì mình chỉ cần tròn vẹn trong việc đó thôi, tức là lúc đó mình thận trọng chú tâm quan sát, là lúc đó mình tròn vẹn được cái đó. Nhưng mà khi tròn vẹn này á, nó cao hơn một mức thì nó có thể là, ví dụ mình đang lấy xe thì không phải chỉ tròn vẹn lấy xe mà mình còn phải thấy đường, thấy hết đó. Tất nhiên là cái mức tròn vẹn đó nó rộng hơn một chút. Nhưng mà lúc đó đó thì thế này, cho dù mình có thấy bên ngoài hay mình thấy làm cái gì đó nữa thì mình vẫn không quên mình, thì cái đó đó là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Cái thực tại này có thể là thực tại là ở trong mình thôi, cái thực tại này có thể là nó ra ngoài, có thể rộng ra vô cùng. Thí dụ như bây giờ mình thấy một chiếc máy bay bay qua, mình nhìn chiếc máy bay mà mình cũng vẫn không quên mình. Như thầy, thầy nói không quên mình là chỉ quên mình con là tiếc. Bây giờ thầy lấy ví dụ về cho nó dễ hiểu đi. Bây giờ mình đang đứng trên một cái bờ hồ, thì sở dĩ mình không đá là tại vì mình đang biết mình đứng trên cái bờ hồ. Nhưng giả sử bây giờ chiếc máy bay đi ngang qua mà mình ham dòm chiếc máy bay cái là có thể đá, có nghĩa là lúc đó mình không biết mình. Đó là dễ hiểu vậy đó. Nhưng mà nếu mình nhìn chiếc máy bay nhưng mà mình vẫn biết là mình đang đứng trên bờ hồ thì không sao. Đúng không? Đúng không? Thực ra bởi vì thầy đã nói rồi, nó có hai cái tu. Một cái tu là mình làm cái gì thì mình làm cái thôi, thì đó cũng là một cái tu. Nhưng mà cũng có thể một cái tu là cứ để tự nhiên. Cứ để tự nhiên là mình ăn thì mình biết ăn, mà khi nghe mình vẫn cứ nghe. Nhưng mà trong đó nó có nhiều mức độ. Thì vẫn là quan trọng là cái mức độ mà nhận thức của cái tâm. Nếu bây giờ thầy để tâm hoàn toàn là không để ý thì người ta nói gì thầy cũng nghe vậy đó. Nhưng mà cũng phải nghe rõ ràng là tất cả những âm thanh đó, những cái lời đó đều vào hết, nhưng mình không liên lạc lại, mình không nối nó lại cái này với cái kia thì nó không có. Cho nên á, trong cái hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đối với sắc thanh hương vị xúc pháp nó vô cùng là vi tế. Giả sử như thế này, bây giờ mình quan sát, hay là thật ra là mình nói chính xác đó là mình đang cảm nhận hơi thở, thì cái cảm nhận này đó nó thuộc về thân xúc, phải không? Và nó là cái nó thuộc về thân xúc. Nhưng mà cái chim hót cá này là cái lỗ tai. Tức là thân thức, một bên là thân thức, một bên là ở đây đó đang là gió mát nữa đó. Mà chính vì vậy cho nên nó mới lúng túng trong cái việc mà tu. Mình phải định vào hơi thở thì mình lại kẹp cái tiếng chim, lúc đó tiếng chim nó thở thành trật trở ngại. Nó cái này cái thực ra đâu có trở ngại gì đâu, mình ngồi mà quạt gió nó mát thì mình thì còn quẹ nữa, mình ngồi cũng lâu rồi chứ đâu có sao đâu, cho nó đâu có trở ngại gì đâu. Tiếng chim hót đâu này đâu có trở ngại gì đâu, bởi vì cái lỗ tai nó đâu có đóng lại đâu, nó cứ mà cứ nghe. Nhưng mà này, khi mình chú ý vào cái hơi thở
thì lúc đó mình có thể nghe tiếng chim, không biết là quạt mát. Do đó cái kiểu tu đó, đó là kiểu tu của ý thức, chứ không phải là kiểu tu của tánh biết. Mà cái kiểu tu của ý thức này đó, nó mới bị rơi vào rất nhiều cái lúng túng. Cho nên cái cách tu là không phải là tu đến ý thức. Tất nhiên đôi lúc có khi cần một cái gì đó thì mình vẫn phải ý thức, tức là bởi vì cái đó là cái dùng của cái tánh biết. Tánh biết nó dùng qua mắt, ví dụ như giờ có cái gì thì tự nhiên mình thấy, thì đó là cái tánh biết nó đi qua cái thấy đó, đi qua cái nghe. Nhưng mà nếu mà mình chỉ dừng lại cái nghe, cái thấy đó, cái biết đó, cái thấy đó đó, thì lúc đó mình lại quên tánh biết. Nhưng mà bây giờ nếu mình sử dụng tánh biết thì nghe thấy gì cũng được hết. Do đó điều này, này vấn đề không phải là hơi thở hay là vấn đề là cái tiếng chim. Bởi vì có nhiều người người ta này có một cách thiền mà thầy thử thì thầy nói họ thấy họ đúng, họ thiền như thế này, họ vô ngồi trong một thiền trường, sau đó họ bấm nhạc cho mọi người nghe. Bắt đầu á thì nhờ cái nghe cái bấm nhạc đó mà tâm mình nó chú tâm vào cái chuyện bấm nhạc đó. Dần dần khi cái tâm mình nó lắng lại được á thì nó không nghe bấm nhạc được mà nó chỉ còn thấy cái tâm mình yên lặng thôi. Đúng. Thì rõ ràng là cái tâm mình nó rất yên tĩnh. Cho nên cái tâm của mình mới quan trọng, cho đối tượng không phải là quan trọng. Đừng có hành thiền đối tượng mà là hành thiền tâm, chứ đừng có hành thiền đối tượng. Tức là cái tâm mình trong sáng thì nghe cũng trong sáng, ngửi cũng trong sáng, thấy cũng trong sáng, nếm cũng trong sáng, chứ không cần mình phải giữ vào một đối tượng nào cả. Buổi sáng ngồi uống trà, nhìn ra ngoài kia thấy một trời lên, một trời đang lên màu nâu rồi nó đỏ dần. Rồi chim hót, buổi sáng là chim hót, rồi gió thổi qua mát, cứ để cho tất cả mọi thứ đó nó đến đi tự nhiên, mà tâm mình vẫn hoàn toàn là bất động. Nhưng mà cái bất động này cũng phải là định, nếu định nó thì cũng biết thấy gì nữa. Nhưng bên này á, định mà còn thấy hết, biết hết, mà tâm không động, đó mới là cái định gọi là cái định mà tịch tịnh, cái định an nhiên tự tại. Đó là vậy. Bây giờ nếu mà con mở cái tâm rộng hơn thì lúc đó đó con thấy được hết cả mắt tai mũi lưỡi thân, nó đang tiếp xúc, nó đang làm gì, con được biết cái này. Mà trong cái tâm đó là vẫn không động, cái thấy thì có thấy có mất, cái nghe và có nghe có mất. Như ngày hôm qua thầy búng cái thì nghe rồi thôi chứ đâu còn nữa đó. Nhưng mà nếu cái tâm mình á mà nó không phải là một cái thấy mà rõ ràng trong sáng á thì nó sẽ giữ cái chứng tiếp nó lại, không có đến cái gì đến thì tâm hiện, cái gì đi còn trở lại không, tức là nó ứng ra rồi nó hết. Qua mắt thì nó ứng ra cái hết, qua tai nó ứng ra cái hết, nó cứ vậy thôi, vẫn làm hết tất cả mọi chuyện mà tâm vẫn không động, thì đó mới là thiền. Thầy với ai ví dụ đó, thầy thường hay ví dụ thế này. Bây giờ mọi người không cần biết cần thấy gì cả, mà thầy đưa tay thầy biết phải không? Dạ. Nắm lại biết phải không? Dạ. Mở ra biết phải không? Dạ. Để xuống biết phải không? Dạ. Cứ biết nó đâu cần mình phải biết, mình không cần biết mà vẫn cứ biết. Thì cái mà không cần biết mà biết đó là tánh biết. Còn bây giờ mình nói, không biết ông đưa tay làm gì vậy? Rồi ông nói, sao tự nhiên ông lại nắm tay? thì đó là ý thức. Đó. Mà mình cứ thường sử dụng cái ý thức đó chứ mình không sử dụng cái tánh biết. Đó. Như thầy, ngay cả cái ngôn ngữ cũng là cái ý thức đó. Ngôn ngữ là đã qua ý thức rồi. Khi cần vận ứng ra cái ý thức để biết thì cái biết đó là cái biết của ý thức. Và cái ý thức đó đó nó có thể xong rồi thôi, tức là nó vẫn cứ ứng ra rất tự nhiên. Cái người mà đã thấy ra được tánh biết, đã sử dụng được tánh biết á thì lúc đó không sợ ý thức, không sợ ngôn ngữ, không sợ bất kỳ cái gì. Bởi vì là như thế này, lý trí thì nó không có trí tuệ,
Nhưng mà tánh biết thì nó có cả lý trí, cả trí tuệ, cả là tình cảm luôn. Chứ không phải trí tuệ là không có tình cảm đó. Bởi vì khi người có trí tuệ đó thì lúc đó người đó mới thực sự có từ bi, có cảm xúc, có tình cảm, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái cảm xúc, tình cảm đó nó không phải là của bản ngã, mà là của từ tâm nó ứng ra. Cho nên thầy mới gọi đó là từ tâm. Khi nào có trí tuệ thì luôn luôn là có từ bi. Đó là cái từ bi của từ tánh, nó khác với cái từ bi mà mình có lòng thương này kia, đó là của ý thức. Cái đó là của ý thức. Còn trong cái trí tuệ đó, tức là cái tánh biết đó, thì cái tình thương đó nó từ phát ra. Cho nên mới gọi là từ tánh mà ra. Rồi hết giờ ngồi hướng cái nào để nghĩ là hoài thế. Sợ phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là phát nhiên làm đến để những tội những điều ô nhiễm ngủ gầm nơi tâm trong ngày bị lai.